Theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, cha ông ta đã nỗ lực vun trồng để gieo mầm hạnh phúc cho nhân dân, để những mầm xanh ấy vươn cao mạnh mẽ. Từ mùa xuân đầu tiên năm 1930 cho tới mùa xuân này, đi dưới ngọn cờ Đảng vinh quang, các thế hệ người dân nơi mảnh đất này càng trân quý giá trị 90 mùa xuân của Đảng, trân quý những giá trị từ sự đánh đổi, hy sinh để có được hai tiếng thiêng liêng, tự do, hạnh phúc. 90 năm qua, Thủy Nguyên, mảnh đất vùng phên dậu miền cửa biển Hải Phòng, đã kế thừa truyền thống đoàn kết để vượt qua mọi gian truân, thử thách. Để rồi trong mỗi kết quả, thành tựu đều là sự hội tụ của ý Đảng và lòng dân. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Với địa hình là dải đất ven biển, Thủy Nguyên đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để trở thành một trong những chiếc nôi của phong trào cách mạng. Giai đoạn này, Xứ ủy Bắc Kỳ và Khu ủy B đặc biệt chú ý đến Thủy Nguyên, địa bàn quan trọng trong hệ thống giao thông liên lạc giữa Hải Phòng và vùng mỏ. Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu cấp bách, ngày 4 tháng 2 năm 1940, chi bộ Đảng Cộng sản Dưỡng Đồng được thành lập tại Hang Vua, Minh Tân. Đây là chi bộ đầu tiên do Liên tỉnh ủy B thành lập trên địa bàn huyện, được ví như trạm giao thông giữ vững sự chỉ đạo của Đảng với các địa phương. Từ cái dấu ấn lịch sử mà hang sụp, mà gọi là hang áng vải gọi là hang thành ủy, kết hợp với hang vua được nhà nước công nhận là cụm di tích lịch sử hang thành ủy, hang vua. Những năm 1942-1945, phong trào cách mạng ở Thủy Nguyên đã phát triển mạnh mẽ khắp các vùng Dưỡng Đồng, Phương Mỹ, Mỹ Cụ, Trung Mỹ, Tổng Phục. Trong khí thế sục sôi của cách mạng tháng 8, ngày 21 tháng 8 năm 1945, đông đảo nhân dân Thủy Nguyên đã dự cuộc meeting lớn tại Đình Yến, hân hoan chào mừng sự ra đời của Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời xã Dưỡng Đồng. Tháng 12 năm 1945, chi bộ đảng của cơ quan huyện chính thức được thành lập gồm 5 đồng chí. Từ đây, mọi phong trào cách mạng của địa phương đã có tổ chức Đảng Cộng sản của huyện lãnh đạo, dẫn đường, gánh vác trọng trách nặng nề nhưng hết sức vinh quang. Tháng 7 năm 1948, Hội nghị Đảng bộ huyện lần thứ nhất tại thôn Thiên Đông, xã Đông Sơn đã có sự tham dự của 300 đảng viên, củng cố vững chắc sự lãnh đạo của Đảng trước phong trào kháng chiến toàn dân, toàn diện. Ngày 25 tháng 10 năm 1948, cuộc tổng phá Tề, trừ gian, tiến công đồn Bốt Đỉnh bằng vũ trang kết hợp với quần chúng nổi dậy đã sục sôi, lan tỏa mạnh mẽ, kết tinh thành một sức mạnh to lớn, tạo nên dấu ấn lịch sử khúc tráng ca Thủy Nguyên quật khởi. Mỗi biến động của lịch sử đều là thử thách để tôi rèn sức chiến đấu của quân dân vùng cửa biển Hải Phòng. Giai đoạn chống Mỹ cứu nước, Thủy Nguyên tiếp tục giữ vị trí chiến lược quan trọng với hệ thống giao thông liên vùng và là địa bàn sơ tán của nhiều cơ quan, xí nghiệp và gần 60.000 đồng bào nội thành. Cùng với xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc với những chiến dịch đắp đê mang tên Bạch Đằng Giang nổi sóng, khai hóa những vùng đất chua mặn từ bao đời, quân dân Thủy Nguyên đã trực tiếp chiến đấu 380 trận bắn trả máy bay Mỹ bảo vệ vùng trời quê hương. Người lên đường đánh giặc chiến đấu chi viện cho chiến trường miền Nam, người ở lại hậu phương quyết lao động giỏi, chiến đấu giỏi. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại của dân tộc, Thủy Nguyên đã vĩnh biệt 5.009 người quan ưu tú và ghi công của 2.557 cán bộ, chiến sĩ mang trên mình thương tật suốt đời. 377 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đảng bộ chính quyền, quân dân Thủy Nguyên và 19 xã trên địa bàn đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đã trải qua 90 mùa xuân của Đảng, mảnh đất bên bờ sông Cấm hôm nay đã mang diện mạo
tâm thế vững vàng của một vùng cửa ngõ, vùng động lực quan trọng của thành phố Hải Phòng. Từ truyền thống thủy nguyên quật khởi, sức mạnh đoàn kết một lần nữa nhân lên để rồi kết tinh thành sức mạnh của hành trình đổi mới, công cuộc mà Đảng ta đang dẫn đường. 15 năm, khoảng thời gian không dài so với lịch sử thăng trầm một vùng đất, nhưng đã được kiểm nghiệm đầy thực tế bởi có một nghị quyết dành riêng cho Đảng bộ huyện. Đó là nghị quyết 19 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng và phát triển huyện Thủy Nguyên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Và thành công trong thực hiện nghị quyết 19 đã được đúc kết bằng những con số biết nói qua 10 năm trở lại đây. Nếu như giai đoạn 2010-2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,5%, thì giai đoạn 2015-2020 là 15,6% và ước năm 2020 sẽ đạt 16,6%. Nếu như năm 2010, giá trị sản xuất các ngành đạt hơn 7.395,4 tỷ đồng, năm 2015 đạt 14.716,9 tỷ đồng, thì đến năm 2019 đã là hơn 26.052,7 tỷ đồng. Bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử hôm nay chính là công ty xi măng Vinsem Hải Phòng. Ngọn lửa trải qua trăm năm vẫn bền bỉ đỏ lửa lò nung, vững trái truyền thống cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Những tên tuổi doanh nghiệp lớn như xi măng Trinh Phong, Nhiệt điện Hải Phòng, Đa Men Sông Cấm mỗi năm cũng đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách thành phố. Một nguồn lực lớn được thu hút đầu tư vào địa bàn. Sự hình thành khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vership Hải Phòng với các tập đoàn nước ngoài như Kyocera Mita, Fuji Xerox, Nipro Pharma, Regina Miracle hay khu công nghiệp Nam Cầu Kiền hướng đến mô hình khu công nghiệp xanh đã tạo nên một vùng kinh tế hội nhập vô cùng năng động. Thủy Nguyên trở thành điểm lựa chọn của tập đoàn Vingroup với khu vui chơi giải trí, nhà ở, công viên sinh thái đảo Vũ Yên. Hiện đã có hơn 1.500 doanh nghiệp yên tâm trao gửi niềm tin vào một môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ của Thủy Nguyên. Doanh thu mỗi năm mang về hơn 108.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Thủy Nguyên là vùng đất phát triển giao thương từ rất sớm và sự sầm uất như hiện nay đã phản ánh phần nào sức khỏe của nền kinh tế khi người dân ngày càng được hưởng nhiều hơn các dịch vụ tiện ích, hiện đại, văn minh. Trong dòng chảy thời cuộc, người Thủy Nguyên không chỉ năng động, sáng tạo mà còn biết làm giàu từ chính tinh hoa bao đời cha ông gạt đãi, khơi trong. Những thách thức trong giữ gìn và phát triển làng nghề đã được nhận diện bằng những quy hoạch dài hơi, bền vững hơn. Hiện nay, sản phẩm làng nghề đúc Mỹ Đồng đã xuất khẩu đi nhiều nước. Nhờ vươn khơi bám biển của làng nghề vận tải An Lư, sự chịu khó dám nghĩ dám làm của người ngư dân vùng khai thác nuôi trồng thủy sản lập lễ mà hàng trăm tàu cá đã nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, vừa mang về nguồn lợi hải sản to lớn, vừa gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tại Vịnh Bắc Bộ. Cũng nhờ sinh ra từ biển và sự tận tụy với bờ xôi ruộng mật mà những sản vật đã khẳng định thương hiệu Thủy Nguyên như Na Liên Khê, Bưởi Lâm Đồng, Rau Thiên Hương đang tạo nên một miền nông nghiệp sinh thái xanh. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết 19 đã góp phần chuyển biến căn bản nông nghiệp địa phương, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Ước tính mỗi năm giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản có thể mang về cho địa phương hơn 2.000 tỷ đồng. Chăn nuôi chủ yếu phát triển theo hướng trang trại và gia trại. Nếu không có nguồn lực thì không thể biến lợi thế thành hiện thực phát triển. Do vậy, thu ngân sách được coi là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện các giải pháp quyết liệt trong tăng thu ngân sách từ ngành thuế cho tới từng địa phương, sự chia sẻ của các doanh nghiệp và người nộp thuế đã góp phần làm tăng nội lực của địa phương. Thu ngân sách cũng là chỉ tiêu mà Đảng bộ huyện đã hoàn thành vượt mức và trước thời gian so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Với quan điểm kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ là đường dẫn của mọi sự phát triển,
huyện Thủy Nguyên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ một loạt dự án như hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, cải tạo tuyến đường 359, đường máng nước, đường vào khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh. Làm thế nào để hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hộ dân trong vùng dự án đồng thuận di rời? Vượt qua những thách thức từ chính nội tại, đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành ngay trong những ngày đầu xuân mới này là minh chứng rõ nét khi tư duy thay đổi, người đứng đầu vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt thì mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Hôm nay, giữa các vùng nông thôn mới, mùa xuân về hẳn ấm áp bởi người dân đã có thêm điều kiện đi lại, nghỉ ngơi, học tập, chữa bệnh và nâng cao thể chất. Để có được niềm tin trong nhân dân, Đảng không chỉ có những chính sách tốt mà còn phải gần dân, biết phát huy nguồn lực trong dân. Nếu nhân dân không ủng hộ chủ trương xây dựng nông thôn mới, thì phong trào hiến đất làm đường không thể trở thành hiện thực như vừa qua. Tổng vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 10 năm qua đã lên tới hơn 3.750 tỷ đồng. Thủy Nguyên đang phấn đấu về đích huyện nông thôn mới. Một vùng trù phú, non nước hữu tình sẽ có thêm nguồn lực mới khi Gia Minh và Gia Đức được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ngay trong năm nay. Trong dòng chảy thời đại, bản sắc văn hóa, con người Thủy Nguyên, quê hương của làn điệu ca trù Đông Môn và những tâm tình gửi trao từ điệu vần câu hát bún tổng phục xưa, một loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vẫn bền bỉ bám rễ với đời, nuôi dưỡng một sức sống riêng trong đời sống của người dân nơi đây. Cùng với hệ thống di tích lớn nhất tại Hải Phòng, đã hình thành nên dòng văn hóa tinh thần phong phú. Vùng đất cổ và bề dày truyền thống lịch sử còn khẳng định vững chãi bởi trận cọc Bạch Đằng và những chứng tích mà ngày nay chúng ta đã tìm thấy. Giữa bao la sông nước cửa biển, nghìn năm linh thiêng hội tụ Bạch Đằng Giang như vẫn còn đây những âm thanh hào hùng của cha ông thuở trước. Từ phát hiện của người dân xã Liên Khê cạnh sông Đá Bạc, việc khai quật di tích bãi cọc Cao Quỳ, huyện Thủy Nguyên không chỉ làm sáng tỏ những điều còn ẩn giấu trong lòng đất mà còn khẳng định một cách rõ ràng, chắc chắn vai trò của dòng sông Bạch Đằng, của vùng đất Thủy Nguyên, vùng đất Hải Phòng trong lịch sử. Việc bảo tồn di tích đặc biệt này cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủy Nguyên trước lịch sử của dân tộc, cũng là trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Trong dòng chảy thời gian, miền đất của quê hương Trạng Nguyên Lê Ích Mộc với truyền thống khoa bảng và ngọn lửa tinh thần hiếu học như cội rễ bền sâu đã bồi đắp cho hôm nay một sự nghiệp giáo dục, đào tạo được phát triển toàn diện. Nhiều năm liên tiếp, Thủy Nguyên đứng đầu thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi chọn người hiền tài. Cũng nhờ có nguồn lực mà huyện ủy Thủy Nguyên đã thực hiện có hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế, tạo nguồn lực quay trở lại phục vụ an sinh. Giờ đây, người dân phía Bắc thành phố, nhất là vùng núi xa xôi không phải sang đến tận trung tâm thành phố để chăm sóc hay chữa bệnh. Mạng lưới tổ chức y tế đã phát triển từ huyện về đến các xã, thị trấn, nhằm hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2019-2020. Chỉ với một cuộc vận động, số tiền thu được để hỗ trợ người nghèo đã đạt con số gần 8 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện ủy Thủy Nguyên đã chỉ đạo sâu sát xuống tận cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Và dịp Tết này, hơn 100 hộ nghèo của Thủy Nguyên đã thêm ấm lòng khi được ở trong những căn nhà mới khang trang. Chủ trương của Đảng và cũng là chủ trương của người lãnh đạo cao nhất ở đây là không để người nghèo bị lãng quên trong quá trình phát triển của địa phương. Thủy Nguyên cũng dành 1.577 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, với mong muốn mang đến những mùa xuân đầy đủ, ấm áp hơn cho những người còn yếu thế trong xã hội. Đã đi qua chiến tranh, nhưng công cuộc bảo vệ sự bình yên cho quê hương chưa bao giờ là đơn giản, dễ dàng. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Hàng năm, việc tuyển quân đều hoàn thành 100% chỉ tiêu. Địa phương không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh huyện năng động, an toàn, thân thiện. Trên một chặng đường dài, Đảng bộ huyện cũng phải vượt qua những tư duy cũ, phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để tăng tốc, bứt phá, tạo nên những sức bật mới. Chưa bao giờ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được nhấn mạnh, thể hiện quyết tâm đổi mới trong Đảng như gần đây. Kết quả nổi bật trong đổi mới phương thức lãnh đạo còn thể hiện ở việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng. Thành ủy Hải Phòng mà một trong những nổi bật là trở thành đảng bộ đi đầu thành phố trong thực hiện nghị quyết 28 về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Nhờ đó mà năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, bình quân đạt 40,8% một năm. Chỉ trong 4 năm, tổng số đảng viên được xét kết nạp của Đảng bộ huyện là 1.250 đồng chí. Nền tảng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nâng lên, góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, làm lan tỏa các phong trào, cuộc vận động. Từ đó, địa phương khơi dậy được nội lực mạnh mẽ trong dân mà làm được nhiều việc lớn, ý nghĩa. Những hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã hướng mạnh về cơ sở, không xa rời, tách bạch mà kiên trì, bền bỉ, hòa vào thực tiễn. Nhiều hành động nhỏ nhưng hiệu quả, để rồi trở thành cánh tay nối dài của Đảng, đưa các chính sách vào cuộc sống. Cũng từ các phong trào, cuộc vận động mà đã có hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện đã biểu dương khen thưởng 27 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu, 2 tập thể và 4 cá nhân được thành phố biểu dương khen thưởng. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ý nghĩa là Đảng ta ra đời vào mùa xuân, để rồi từ đó mùa xuân là hạnh phúc, là tin yêu, là hy vọng, là đổi mới. Cách đây một năm cũng vào mùa xuân, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố sang phía bắc sông Cấm. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để Thủy Nguyên tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, của Trung ương. Tiếp xúc cử tri Thủy Nguyên vào tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định nhân dân Thủy Nguyên đang có một tinh thần quyết tâm mới, được thể hiện bằng lòng yêu nước và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Khát vọng ấy sẽ là nguồn lực vật chất và tinh thần hết sức quý báu để xây dựng tương lai. Nguyên ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Thủy Nguyên cũng như là các thành viên nhân của huyện nhà để đưa phong trào của huyện Thủy Nguyên tiến bước trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin yêu mong mỏi của nhân dân đối với một cái địa phương có một cái truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa hào hùng. 13 chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết 45 của Đảng bộ huyện đã được ban hành. Đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt trên 37.800 tỷ đồng. Sau 5 năm, 2030 là trên 77.600 tỷ đồng. Năm 2025 thu hút 1,5 triệu khách du lịch. Đến năm 2030 thu hút 3 triệu khách du lịch. Đối với sản xuất nông nghiệp, năm 2025 100% diện tích sản xuất nông nghiệp được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Đến năm 2030 tự động hóa 20% các công đoạn trong sản xuất trồng trọt. Năm 2025, đô thị Thủy Nguyên sẽ từng bước xây dựng chính quyền đô thị phù hợp, hiệu quả. Đến năm 2030, huyện Thủy Nguyên trở thành quận, đạt các tiêu chí đô thị loại 1 và hình thành là một trong ba hướng phát triển đô thị của Hải Phòng. Như vậy, các chỉ tiêu đặt ra đến năm 2030 sẽ lớn hơn rất nhiều so với tốc độ phát triển hiện nay để phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.
Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên ngay từ lúc này, cũng như sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị để đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, góp phần quyết định đưa Thủy Nguyên bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng thành phố hoàn thành thắng lợi nghị quyết 45. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, cán bộ đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thủy Nguyên sẽ nỗ lực phấn đấu sớm xây dựng Thủy Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực, giàu mạnh, trung tâm hành chính chính trị mới của thành phố, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố chúng ta. Mảnh đất nơi miền cửa biển đón xuân 2020, mùa xuân thứ 90 của Đảng. Trong không gian mùa xuân, ta như cảm nhận rõ hơn niềm vui, hạnh phúc đến với mỗi nhà. Càng hiểu hơn giá trị con đường 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng hành, mang lại những mùa xuân rực rỡ cho quê hương. Mùa xuân năm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên đang gấp rút về đích nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Với vị trí chiến lược trong kết nối tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các khu kinh tế lớn của miền Bắc, tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện nghị quyết 19 của Thành ủy Hải Phòng đã xác định bước vào thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, Thủy Nguyên phải trở thành một đầu tàu phát triển mạnh mẽ để tác động lan tỏa, sớm trở thành trung tâm tổng hợp cấp vùng hoặc cấp tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một vùng liên tỉnh. Trên một cuộc hành trình sẽ có những con sóng nhỏ và những con sóng lớn. Trên một dòng sông lớn sẽ có khúc êm đềm và khúc quanh co. Nhưng sức mạnh của truyền thống Thủy Nguyên anh hùng quật khởi và 90 năm trọn vẹn một niềm tin đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn với những chỉ dẫn quý báu trong bản di chúc thiêng liêng của người đã trở thành nền tảng vững chắc để Thủy Nguyên trên con đường đi tới hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thủy Nguyên hôm nay chính là món quà ý nghĩa dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu, để rồi góp phần quan trọng xây dựng Hải Phòng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường chỉ lối, mảnh đất bên bờ sông Cấm đang tiếp tục bước vào vận hội mới. Và hành trình 90 năm qua sẽ cho hôm nay thêm vững chãi, cho khát vọng mãi vươn xa, cho Thủy Nguyên chuyển mình lớn mạnh. Và lịch sử chính là bệ phóng để vươn tới những tầm cao.